Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Ra đã khóc sầm mà. Cái gì? Má, con sợ quá. Sợ cái gì? Đừng có sợ ma. Yên tâm đi, má là quỷ già của xóm này. Không có con ma nào dám xuất hiện đâu. Đi vô ngủ. Có, con sợ. Má, con có sợ ma. Con sợ quá. Sợ cái gì? Con sợ. Mày ngồi đây mày khóc lóc sầm. Cha mày nghe được đó. Mày biết ổng là khó nhất cái xã này đó. Đi vô ngủ. Má à, con sợ. Sợ cái gì? Dạ con có thai má à. Thì lớn con gái đồ nào mà không có thai. Chưa có chồng, có chữa. Dạ. Cái này tao sợ. Trời ơi con ơi. Con ơi không được rồi, mày chưa có chồng mà mày có chữa. Trời ơi cha mày, ông khó nhất ở đây. Bây giờ ông mà nghe được cái thông tin này, trời ơi, việc trước là ông sẽ cạo đầu mày, ông bôi vôi lông thả trôi xong. Mày nghĩ coi, má đẻ mày có một đứa con gái một à, còn nhiêu đẻ được rửa không à. Ông biết là tao không dạy mày. Mẹ ừ. Thế nào ông cũng cạo tao luôn. Má, ông cạo chân mày tao. Mày nghĩ coi đàn bà không có chân mày luôn á. Tao nhảy xong tao tự tử với mày. Trời ơi. Giờ làm sao má? Cha mày mà nghe được cái tin này nha, không phải giết hai mẹ con đâu. Chu di cũ tộc cả gia đình thả trôi xong luôn. Bây giờ vậy. Trời ơi giờ sao mày làm tao quýnh quán hết trơn nè. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Bây giờ qua tối đêm nay. Nghe không? Qua tối đêm nay đi. Rồi để ngày mai má giải quyết cho. Nhưng mà thề với má nghe chưa, không được nói cho ai biết hết. Người ta có lấy dao dí vô cổ còn cũng không có được nói nghe chưa. Trời ơi má khổ quá Út ơi. Trời ơi má khổ quá. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Chuyện gì vậy chị hai? Cái gì vậy? Gì Út? Trời ơi thiệt á, má sanh ra có hai chị em mà cái giọng tôi nó bát không, mà giọng của dì sao mà nó chép không vậy đó à. Trời ơi trời, sinh sao dần vậy chứ sao vợ? Muốn xuống tâm cũng khó lắm à. Trời ơi dì ơi, đêm khuya mà dì nói cái giọng này là nguyên một sớm người ta dậy hết đó. Hey, không có chuyện gì đâu, dì vô ngủ đi. Sao không có chuyện gì được? Nửa đêm nửa hôm mà hai má con ôm nhau khóc khúc khích này là có chuyện nè. Sao? Tôi khổ má. Không có khổ gì hết. Không có chuyện gì đâu dì, dì vô ngủ đi dì. Có chuyện gì không? Em xuống tông rồi đó, nhiều chuyện nghe chơi đi. Không có hả? Đi vô ngủ đi. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi không có chuyện gì phải không? Để tôi vô tôi hỏi anh hai. Gì? Sao? Có. Thấy chưa? Tôi hỏi anh hai là lòi ra chuyện liền à. Gì? Mũi cắn sình bụng. Sao nữa à? Tự nhiên cái mũi cắn mà sình bụng. Không có. Dì Út ơi, con bé Út nó lỡ có chữa. Hả? Cái gì? Con Út có chữa? Dì la vậy nguyên sớm nghe rồi còn gì nữa dì? Trời ơi, giờ bây giờ có chữa, giờ rối quá biết nói làm sao giờ. Dì nói nhỏ nhỏ giùm cái. Chị tôi lại về dì nói nhỏ nhỏ giùm. Chỉ có ba người mình nghe thôi nha. Chỉ có ba người mình ơi. Mày là em của tao, mày phải thương tao nha. Biết rồi, có ba người mình. Bây giờ nè, mà có ai lấy cái dao mà dí vô cổ á, cũng đừng có nói cho ai nghe. Chỉ ba người thôi nha. Rồi, tôi khổ lắm rồi dì. Khổ để ra rồi tôi lo cho. Trời Út ơi, dì Út thương con quá à. Con là con gái, con lứa, con mới 18 tuổi, con chưa có chồng. Mà con đi ra ngoài đường, con chơi rồi con nằm ngửa ra vậy. Chứ con đứng dậy, chứ con có chữa. Trời ơi, ai mà làm vậy được con? Được
Chị ơi bây giờ vậy nè. Chị là có chồng mà hoài còn chưa có chữa được nữa đây nè. Chị ơi bây giờ tôi lại gì? Bây giờ á, dì là em của tôi, nó có một đứa cháu gái duy nhất, nhớ nha, con giết cũng không được khai nha. Đúng rồi, giữa đêm hôm thanh vắng thì ba người phụ nữ biết với nhau là đừng không cho ai biết nghe chưa? Đừng cho ai biết nha. Con nhớ chim nha. Con trên đó. Cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ủa má Út, bé Út. Dạ. Có chuyện nhiều ba người ở đây vui quá vậy hả? Không có chuyện gì đâu. Đâu có chuyện gì đâu nè. Không có chuyện gì trơn á. Không, con chắc chắn là có chuyện gì nè. Nói nghe đi má. Má khổ lắm má. Hai. À, không. Tưởng không, cái không. Gì mà khổ hoài vậy? Không có khổ. Ủa, gì kỳ quá. Khổ là tuôn chuyện đó trơn à. Gì lạ quá. Má con khổ thì má con tâm sự cho con. Má cứ nói con nghe đi má. Mình là đàn bà ở nhau, mình dễ thông cảm nhau lắm má. Má đẻ con ra đàn ông đàng hoàng mà Long. Dạ, con đôi khi con quên cái giới tính của mình. Thôi được rồi, má không nói được rồi. Thôi nha, tôi là kính miệng lắm á, tôi không có nói gì đâu á nha. Út. Cái gì? Trong ngôi nhà nhỏ chúng ta biết này, rồi. Út là người mà con quý mến, con kính trọng nhất. Chuyện gì xảy ra trong gia đình chúng ta vậy Út? Thì biết rồi. Kính trọng Út á, nhưng mà Út được cái kính miệng Út không bao giờ Út nói ra đâu. Nói chi trời ơi, ba cái chuyện này đàn bà sao nói được. Út thôi, không có nói được đâu à. Sao bữa nay Út đẹp quá à? Trời ơi, gì nói cái gì vậy vậy? Tôi đâu có nói con Út có chữa. Tôi nói con Út có thai à. Trời ơi, tôi chết rồi. Trời ơi. Trời ơi, con Út nó có thai. Con Út nó thai. Mày đừng có nhảy sảy thai bây giờ Long ơi. Chết rồi. Ủa ông, mày làm tôi rối quá, mày đừng có nhảy nữa. Trời ơi. Bây giờ ơi, mày nghe má nè Long ơi. Con Út nó chưa có chồng mà nó có thai. Đúng rồi. Trời ơi Út ơi, sao mày hay quá Út. Trong đó tao muốn mà không được nè Út ơi. Cái gì vậy? Bất công quá mà má. Bất công gì? Bất công quá mà cao sanh. Đi nè. Yeah. Bây giờ vậy nha. Em Út mày bây giờ nó lỡ chuyện vậy rồi, ba biết được là chết nha con. Con hứa với má, ở trong đây chỉ có bốn người thôi. Chỉ có bốn người biết. Có bốn người mình biết thôi đó. Má dặn nè, có dí vào vô cổ cũng không có được khai nghe chưa. Má yên tâm đi, trong ngôi nhà này con là người thông minh nhất. Con sẽ nghĩ cách để mà giúp má vượt qua cơn giông tố này. Trời ơi má khổ quá con ơi. Bây giờ Giờ sao? Theo má thì trong gia đình mình ai là người quyền lực nhất? Ba bay. Ba đúng không? Ừ. Để con hỏi ý kiến ba. Má khổ lắm lòng ơi. Đừng làm vậy. Bốn người biết thôi. Nhớ nha, cô giết cô không có được nói. Không, không có nói ra đâu. Dạ. Sao mình biết ơi. Với nhau thôi. Chỉ có bốn đứa mình biết thôi. Ừ, với nhau cũng không dạ. Được nói nghe không chưa. Không có được nói ra con, đâu đó. Con hứa chỉ bốn đứa mình biết thôi. Đứa nào nói ra con giết nó chết. Ừ. Bây giờ phải sao nói gì hết trơn nha. Ừ. Bây giờ vậy nè. Bây giờ để cứ bình tĩnh hết đi dạ. Rồi từ từ bình tĩnh nha. Dạ. Ừ. Ủa chứ chuyện gì vậy chị hai? Tôi khổ lắm. À, chị hai. Má khổ quá. Má khổ. Mỗi lần chị khổ là lộ. Dạ dạ. Không má. Có. Chuyện gì vậy? Dạ không có chuyện gì. Làm được. Gì khổ? Dạ. Sao nửa đêm chị không ngủ rồi chị dẫn vợ tôi với lại mấy đứa nhỏ ra đây chị hai? Dạ. Hả? Dạ đâu có Dượng. Không có cái gì tôi, đàn bà mà xúm chùm vô là chỉ có nói xấu người khác thôi. Dạ đâu tôi còn... nói cho chị nghe nha, tôi làm rể, tôi ở rể nhà chị hai mươi mấy năm nay rồi nha. Dạ tại sao gia đình chị mỗi lần ấy cái xúm chùm vô nói xấu tôi hoài vậy? Đâu tôi không có con là trời không cho tôi có con, chứ tại sao cả dòng họ nhà chị cứ xúm chùm vô nói tôi yếu sinh lý vậy? Trời ơi chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. À này là tự khai đó nha. Bây giờ đã gia đình mới biết là Dượng yếu sinh lý bấy lâu nay. Mẹ đâu có hay. Yếu sinh lý. Ê, mà nơi sao mình tự nhiên giặt áo cho người xem lưng vậy trời ơi trời, nhục quá. Mẹ à. Vậy tới bây giờ cũng không biết tại sao Dượng có mất con. Sao vậy? Đạn lép. Phan chí dép cho cha mày à. Không Dượng. Vậy chứ ra đây nói cái gì? Đứng đây nói cái gì? Bà nói tôi nghe. Không là không yên với tôi à? Không có chuyện gì đâu Dượng. Chuyện gì? Không có chuyện gì hết trơn. Sao không có chuyện gì được? Tao nói không có chuyện gì. Có chuyện gì? Không có. Nói cho tôi nghe, có chuyện gì? Hả? Có bầu. Có bầu.
chị hai ơi, sau những năm tháng cài bừa vất vả, ngày hôm nay hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Giờ em có thai rồi chị hai ơi. Ông nội ơi, đàn ông vẫn còn lép. Ông nghĩ sao mà ông có chữa được với tôi vậy? Vậy cha ai có chữa? Trời ơi, chị hai ơi, chị hai. Tôi khổ lắm Dượng ơi. Bà khổ con mẹ gì? Tôi khổ mà. Bà sướng bà mới có chữa. Già rồi ham vui chỉ bất nhân hả? Giờ này mà chữa đẻ ăn chi vậy không biết. Chứng đâu ra mà chữa. Tôi với tao như quỷ già có chữa gì trời. Chứng tôi đem mà luộc ăn hết ông rồi. Bà nghĩ sao tao như quỷ có chữa? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi tôi thấy lúp lúp là tôi nghi rồi. Nè, bụng bự quá mà có cái chữa. Cái gì vậy Dượng? Nó sao mà có chữa được, chứng đâu mà chữa? Có chứng mà. Chứng ông đâu tôi chứ chứng, trời ơi. Dượng nói bậy bạ không hà. Má của nó đúng á. BD làm sao có chữa được. Đẻ đâu, đẻ nách mà. Vậy chứ ai có chữa? Bánh bèo vô dụng vậy nè. Ôi ơi, trời. Còn Út. Dạ. Còn Út nó có chữa. Trời dạ, ơi là trời ơi, Út ơi là Út ơi. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con? Cái gì vậy? Trời ơi, tao mừng công khai, tao mừng rần rần mà không có. Trong khi đó nó lén lút nó có, mày chỉ cho Dượng học chút đỉnh nha con. Trời ơi Dượng. Dượng ơi. Dượng nói chuyện gì kỳ vậy? Hết chuyện nói hả Dượng? Chết mẹ. Nó chưa có chồng mà. Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Bây giờ sao mày chưa Dượng có ơi? Chồng mà mày có chữa, chết rồi, chết rồi. Chết rồi Dượng. Cha Dượng mày mà ông biết nghe, ông cạo đầu hết cả cái nhà này, ông giết hết cả cái gia đình này. Trời ơi, bây giờ sao ơi, mày khổ quá Dượng, Dượng ơi. Trong gia đình này là Dượng là anh minh thần nhỏ nhất. Dượng có thể là giúp gia đình chúng ta vượt qua cơn trong bão đó không hả Dượng? Thì bởi vậy nè, ông anh hai tôi giờ ông giữ nhất nhà đó mà biết một cái ông giết cả cái nhà. Biết đó. Rồi, vậy bây giờ mình đây? Phải tính kế nè. Dạ dạ, bây mình giờ phải... sao giờ Dượng? Thôi được rồi, dạ, bây giờ dù gì đi nữa, tôi cũng sáng hơn. Dạ. Bây giờ tôi tính vậy. Dạ. Sao? Tôi nói cho chị nghe, tôi nói bằng hết tất cả cái tâm của Dượng tôi nói dành cho gia đình này. Ừ. Bây giờ đó, anh hai anh biết được là anh sẽ giết hết cả gia đình mình. Đúng rồi, chu di cũ tộc. Thành thử ra tôi chỉ góp ý với chị như vậy. Ừ. Nếu mà anh hai anh biết, ừ, thì chị nói á, với anh hai á, nếu có giết, thì giết hết gia đình này chừa tôi ra. Bị tôi là rể mà, tôi đâu có dính líu tới dòng họ chị. Đó, tôi nói với hết tấm lòng của tôi vậy thôi. Vậy còn Út sao đây? Thì bà trong dòng họ này bà chết là đúng rồi. Ôi, có gì hả? Thôi nói giỡn chơi thôi. Đứng đây. Nói gì kỳ cục vậy? Nói nói vậy mình thôi. Vậy á. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Mình phải đối phó cái trước mắt. Ừ ừ. Lẹ lên. Bây giờ đó, quá. Ngày mai. Ừ. Ừ. Chị với con Út. Ừ. Đi chợ mua cho tôi một mớ thuốc đỏ với bông gòn. Ừ. Với thêm một mớ đầu tóc giả đi. Mời chi bây giờ tôi đi liền. Ờ, đi đi. Mà chi vậy? Mà không được Dượng ơi. Mua cái đó về gấp gấp trong đêm nay để làm chi? Thì đó, ví dụ như ông quánh, mình lấy thuốc đỏ mình sức. Ông cạo đầu, mình úp tóc giả lên liền. Trời ơi, Dượng hay quá, Dượng hay quá. Dượng hay quá. Có chuyện gì quê chết vậy trời. Bàn tính cái gì? Vậy mà bàn tính cái gì? Bây giờ cô đi Dượng, không giúp được cái gì hết. Bây giờ sao? Rồi rồi, tôi biết rồi. Sao? Thôi giờ về đi. Sao Dượng? Không ấy về đi. Ừ. Mời á, dẫn nó lên trạm xá. À. Phá thai đi. Phá đi. Bởi vì tôi nói con người của Dượng ăn ở thất nhân ác đức cho nên tới bây giờ này cũng không có mụn con nào hết trơn. Trời phạt cái nghĩ sao mà nghĩ ra cái chuyện mà cho nhỏ đi phá thai hả? Dượng ăn ở Dượng sống được trên thế gian này hả? Chị hai, tôi nói cho chị biết nha. Cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi ra ý kiến, chị không làm thì thôi. Tại sao chị đi rủa tôi? Chị có tin là cái câu rủa của chị mà gia đình chị từng mạng đi hết không? Mắc gì từng mạng đi hết? Anh hai. Dượng, Dượng, Dượng. Chứ sao vậy?
Dượng ơi, chứ sao mà rủa tôi vậy? Dượng mà ơi, Dượng ơi khổ lắm rồi. Chết mẹ ổng vậy rồi, ổng vậy. Mày dậm chi cái ổng vậy thấy chưa? Sao má giờ bình tĩnh đứng im đây hết để má vô giải quyết ba ba. Đứng im đó, im lặng, im lặng. Sao tự nhiên vậy ta, tự nhiên ta xui xẻo ta vô làm rể nhà này chi vậy mà. Cậu. Chết quan gì cái con chữa quan mới đau đây nè. Gió mùa tu mẹ râu mà con ngủ năm canh chày tước đủ. Trời, ta riết hồi cái nhà này ta không biết là ru chồng hay ru con. Trời, không dễ ngủ như trời mới ru như má, đó ngủ dậy ba bảy ngủ rồi đừng có rần rần nữa. Dạ. Bây giờ trong nhà mình chỉ còn có 5 người này. Thôi, biết bây giờ thôi vậy nha đi chưa? Bây giờ tôi nha. Nói cho chị hai nghe. Cái bụng này cũng còn lâu nó mới lớn. Thành thử ra là mình để từ từ mình trì quẩn lại rồi mình tìm cái phương cách khác hiểu không? Nhưng mà đặc biệt sao là đừng cho ai biết, chỉ có 5 người biết thôi. Có dí vào vô cổ cũng đừng có khai ngay Dượng. Đúng rồi, nhớ nha, nghe chưa? Trời ơi, tôi khổ lắm rồi Dượng ơi. Chỉ có 5 đứa mình biết thôi. Tại sao lại có thai? Trời ơi, nó có 5 người biết sao chị vô trọng chị kể anh chị vậy? Đâu, tôi đâu có kể. Không kể sao nó biết vậy? Cái thai là của ai? Chưa có biết con ơi, đang tìm người đấy mà. Con gái hay con trai? Chưa có khám đâu có biết con gái hay là con trai. Trời ơi, đang coi phim nửa chừng tự nhiên hết rồi. Trời đất ơi, ổng bị mộng du đó má ơi. Bởi tôi nói không phải khen chị nghe chị hai, gia đình chị ăn ở có phước quá, đẻ con ra chướng khí không. BD chữa quan mộng du Dưỡng này. Áo Hường gì vậy Dượng? Bồng nó vô ngủ đi. Dượng nói sao vậy? Dượng có nhờ lộn người không vậy? Bê không có nổi. Làm gì mày bê không nổi? Bê đê yếu nhớt à. Tổ cha mày, mày yếu mà ngày nào cũng đi tập tạ mày yếu vậy? Đâu có tập đâu. Chứ vô trọng làm gì? Ngắm trai. Trời ơi, đó nghe chưa? Mắt lì đìa chứ tao có tập đâu. Rồi tướng ngủ y như nằm ở biển vậy đó. Dượng ơi Dượng, mày đỡ mày nó lên cho mày tập luyện đi cho Long. Đỡ nó vậy khổ quá. Thiên nó vô phòng đi. Ôi là trời. Ngay chuẩn bị đối phó với Bảo nè. Dượng này né ra coi, mày dạt ra bên coi. Dạt ra một bên. Dượng nói cái gì? Dạt ra một bên, tao đưa nó vô. Dượng Út, Dượng đang làm gì đó? Tao đưa thằng Tâm vô phòng ngủ. Cái gì? Dượng đưa thằng Tâm vào phòng của Dượng ngủ à? À, theo như sự hiểu biết của con và những nghiên cứu của khoa học thì trong tình huống này thì Dượng đang là bóng muộn đó. Trời, mày chết mẹ mày luôn đi. Ê mất dạy, mày nói gì bóng ngủ mày? Từ từ gì? Chuyện đâu còn có đó. Có đó sao? Dượng à, trong nhà này một mình thằng Long bóng là đã nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ Dượng lại dụ dỗ đến thằng Tâm thì gia đình này ai sẽ là người nói dỗi tông đường hả Dượng? Nè Hoa, vừa vừa phải thôi. Chị thấy là cưng bóng mà vượt mặt chị luôn rồi đó. Trời ơi, nó là bóng muộn á. Mày nói gì vậy? Mày nói gì tập bậy tập bạ vậy hả? Mất dạy hả mày? Con đâu có nói gì mất dạy đâu Dượng. Con nói là những gì đang có sự thật ở đây. Sự thật gì? Đây nè, có chị hai nè. Dượng, bây giờ nó không nói đàng hoàng tôi quýnh chết cha nữa đó. Trời ơi mày hả? Nói ăn nói gì? Thôi thôi mà Dượng, thằng này á, em mày nó bị cái gì hả? Mày hỏi má mày đi. Bị cái gì? Bị mộng du hả? Nó bị mộng du. Dạ. Nó ra đây nó nằm không ai bồng. Thằng này thì bồng không được. Tao mới bồng cho giùm. Mày nói tao dụ dỗ em mày đặng chơi bi đi hả? Không có. Mất dạy đi. Mày nói cho mày biết nè, dòng họ của mày là ai? Con nào thằng nào đẻ mày? Nói đi. Con nào? Dượng ơi, tôi đẻ nó Dượng. Cái lúc tôi đẻ Dượng đưa đi đẻ Dượng nhớ không? Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Mình á, mình nóng quá mà, nóng quá. Mình nóng tính quá. Nóng ba quá. Cái chuyện đó nó con cháu người trong nhà để em giải quyết làm gì mình nóng quá vậy? Qua quỷ bốn mắt kìa. Trời ơi,
Mày chửa dượng mày là bê đê, mày cũng nể trọng Út chứ. Út là gì của mày? Trời ơi, đây vợ, đây chồng mà tự nhiên nói dượng là bóng muộn là sao? Mày vừa phải chứ, mày có tin không? Mày có tin không? Tao đập mày chết cha mày vợ mày. Ôi trời ơi, gì Tâm, mày bị mộng du hả? Chắc vậy. Thôi, đi qua xin lỗi Dượng đi. Xin lỗi Dượng đi. Còn đứng đâu nữa? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Mất dạy. Sao tao vậy? Nói cho mày biết nha, tao lớn tuổi hơn má mày đó. Tại tao lấy gì mày cho nên tao phải kêu bả bằng chị. Mà mỗi lần á bả tao mà có lỗi gì nha, bả la lên á, bả chửi tao đó, tao phải vòng tay tao xin lỗi bả vậy nè. Trong khi đó mày là con cháu, mày đứng ngang hạng về mày xin lỗi tao hả? Ê, dòng họ mày là ai? Con nào thằng nào đẻ đó mày? À, mất dạy. Cái gì vậy trời? Tao... Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Dạ, em xin lỗi chị hai. Nóng quá bị hoài à. Cái nóng tính hoài à. Thôi đừng. Dạ. Con dạ, con xin lỗi Dượng. Đứng lên đi con. Dạ. Tính Dượng vậy đó, hãy nóng lên là la. Xin lỗi là bỏ liền. Thôi, mọi chuyện ổn thỏa. Vậy đi. Dượng an tọa đi Dượng. Thôi. Nãy giờ con mộng du hả? Mày mộng du đó. Thôi giờ con vô ngủ tiếp nha. Ờ đúng rồi, con đi vô ngủ, hai đứa dẫn nhau đi vô đi. À. Sao vậy? Ủa mà sao tự nhiên giờ này mà tự nhiên gia đình mình ra tụ tập đông đủ ngoài này vậy? Không lẽ gia đình mình mộng du hết hả? Không có mộng du đâu có lây. Không mộng du. Má khổ lắm. Quên. Má làm gì má khổ má? Không, má đâu có khổ, không má có sướng gì lắm. Hết thôi, hai đứa con đi vô ngủ đi vô con đi, vô ngủ nít đi vô đi biết cái gì. Cái gì mà con nít, nhưng mà cái này là một đại gia đình, cái này là con nghĩ là có cái gì đó mà gia đình muốn giấu con. Con cũng là một thành viên, có gì phải cho con biết chứ. Thôi mệt mày quá mẹ ơi. Bây giờ chuyện này mày cũng đâu cần biết làm gì. Ừ, đúng rồi. Sao mà Dương nói đâu vậy? Có liên quan gì tới mày đâu mà biết. Đúng rồi, không có liên quan gì đâu cưng. Dượng nói sao kỳ vậy, con là một thành viên trong gia đình, cái gì cũng phải có liên quan đến tụi con chứ. Cái gì Dượng cũng phải nói ra, má cũng phải nói ra để con biết, con còn chia sẻ chứ. Tức quá đi, con Út nó có chữa liên quan tới mày. Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi. Khổ quá trời. Nó chạy tụi nhau quá. Trời ơi. Trời ơi. Mà mày có sao trời. Nhỏ. Trời ơi, tại sao vậy Út? Tại sao như vậy? Trời ơi. Mày chưa có chồng mà tự nhiên bây giờ mày có chữa. Trời ơi, mà bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Để con vô con mét ta. Không được đâu. Không được. Tâm à. Cái gì? Không được. Mày lên đây. Lúc nào cái miệng mày cũng bép xép và nhiều chuyện. Mày nghĩ mày vào trong đó mày mét ba sẽ tin mày sao? Tao sẽ đi theo làm chứng với mày. Trời ơi. Mày đi đi trời. Cha mày à. Trời ơi, bảy người biết thôi. Ông chạy rồi. Bây giờ làm gì chưa? Giờ sao vừa? Bình tĩnh. Xếp hàng cho tập thể dục. Sao vừa? Làm sao vừa? 2, 3. Sao vừa? Tắc tăng 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 tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà mọi người lại tập hợp ngoài đây đầy đủ vậy ha? Tôi khổ lắm. Không có khổ gì hết ba. Không có khổ. Vui sướng. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đang tập trung ở đây để tập thể dục đó anh hai à. Dạ. Tắc tăng 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 tăng. Ô đẹp. Đều dữ ha. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mọi người đã tập thể dục mà không chịu tụng kinh hả? Sao? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đã tụng xong 2 hồi kinh, cảm thấy máu huyết nó lưu thông không đều, cho nên em vận động tất cả mọi người ra đây tập thể dục để cho máu huyết nó lưu thông được đấy anh hai à. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng
thanh tịnh như vậy mà con Út nó lại khóc ha. Nín đi con. Dạ khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta ai cũng đã tập lâu rồi, chỉ riêng con Út nó mới tập ngày đầu tiên. Nó bước vô đội hình nó cảm thấy không đều nên nó tự nhụt, nó khóc đấy anh hai à. Dạ. Ồ tắc tăng tăng. Dẹp đi. Tắc tăng tăng tắc tăng tăng quay. Nói tụi biết tại sao nó lại khóc hả? Em khổ lắm. Trời ơi má khổ hoài. Má khổ hoài. Bà khổ lắm hoài. Bà khổ hoài là chết người đó. Không sướng lắm mình. Em đang sướng. Anh hai. Con Út nó gì Út? Để đó. Trời ơi, tôi ở trong nhà tôi là người kín miệng, tôi giải quyết được cái việc này. Tôi giải quyết được để đó. Hiểu à? À anh hai à, thì... Tôi biết. Dạ. Trong nhà này dì là người nhiều chuyện nhất. Trời ơi, bà kín miệng ghê không? Nói tôi nghe, tại sao con Út nó lại khóc? Dạ thưa anh hai, trong đêm khuya thành vắng. Cái gì? Nhái tôi hả? Dạ không có, vợ em nó ở lâu với anh rồi nó lây chứ không có nhái. Dạ là trong đêm khuya thành vắng đó. Dạ dạ con Út đó nó thèm ăn phở mà cả nhà đi mua hủ tiếu rồi giờ nó buồn nó khóc. Sao lại ăn hủ tiếu cũng được, tự nhiên đòi ăn phở chi vậy trời ơi. Ghét. Cái gì mắc mớ gì hủ tiếu với phở mà nó khóc hả? Dạ đúng rồi, nó thèm ăn phở xong mua hủ tiếu nó buồn nó khóc anh. Dạ. Mua phở có được hủ tiếu có gì đâu mà phải khóc hả? Không phải, nó thích cái gì phải cho nó ăn cái nấy chứ sao anh mắc cười quá anh ơi. Cười gì? Vô lý. Vô lý sao được vô lý? Nó có chữa nó thích ăn gì vậy trời? Trời ơi, vô cái gì vậy? Trời ơi, sao? Trời ơi. Tại sao giữa đêm khuya thanh giang cái gì vậy? Bằng Út nó lại khó chữa. Trời ơi, nghe xong hết thanh hết trắng nổi rồi. Mình ơi mình. Hả? Mình giết em đi mình. Em giải con không giỏi. Mình giết em mình ơi. Mình giết ba ba. Mà tránh ra. Ba đừng có giết má ơi. Lỗi tại con nè. Con làm anh mà con không có biết dạy em. Bây giờ em phải nói cái gì em nói đại đi. Nói đại đi. Nói. Đúng rồi. Ba ơi, bây giờ ba định đặt tên cháu ngoại ba là gì ba? Trời ơi, đừng nói. Con xin lỗi ba. Dạ. Dạ thưa ba. Thằng Tâm nó nhỏ dại, nó không biết gì gì hết ba ơi. Dạ. Hay là bây giờ ba giết nó luôn đi ba. Gì vậy em? Anh chị. Sao? Dạ, dạ. Ba. Ba đừng trách anh hết ba. Lỗi tất cả do con. Con làm anh mà con không đủ cứng rắn để mà dạy dỗ em. Ba cứ giết con đi. Ba giết con đi ba. Đi em đi. Mình ơi mình tỉnh mình ơi. Mình tỉnh ra. Tôi tin mình mà. Anh hai. Cái gì? Anh hai em quỳ em xin lỗi anh mà anh hai ơi. Cái này là lỗi tại em. Em là dì của con Út. Mà em là đàn bà mà em không biết dạy dỗ cháu nó. Bây giờ để cháu nó chữa hoàng. Bây giờ anh hai đừng có giết nó. Anh hai có giết, anh hai giết em nè. Anh hai giết cái em gì? Đi sao giết chị? Anh hai. Cái gì? Giết em đi. Đi làm cái gì vậy? Anh hai. Anh giết em đi. Anh giết em cái đi gì vậy? Em lại anh. Anh giết em đi. Em lại anh. Anh giết em đi. Anh hai. Lôi ra nè. Tại sao? Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh vậy mà cô dám tung quần tôi ra vậy? Không có lỡ thôi mà. Thằng gì? Mình nhìn cái gì? Bây giờ tôi biết tại sao tôi bị bê đê. Sao? Hồng cánh sen. Tại bà hết á. Mai quần thì kỳ cục à. Tại vì tôi mua giải tôi may bà ba đó. Cái dư định may cái quần xà lỏn cho ông ngủ trong phòng cho nó mát. Có lỗi với mình. Mình tỉnh mình thôi. Mình tỉnh cái gì? Dạ. Thôi anh hai. Đây. Cái gia đình ai cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy. Anh cho tôi nói câu được không? Được. Nhưng mà tôi nói với anh là tư cách là bạn bè, chứ không phải là nói với tư cách anh em cột chèo. Ừ. Ha. Thôi bây giờ vậy đi. Anh với tôi là bạn đồng niên, cũng là bạn đồng môn. Anh còn nhớ ngày xưa mình còn học trong trường. Lúc đó mình học chữ Hán.
trong lớp thì thầy thường khen tôi là háng rộng hơn anh. Gì vậy? Nói bậy bạ cái gì vậy? Hả? Gì vậy vô? Nói gì vậy? Hay đâu vậy? Háng gì rộng? Háng gì rộng vô? Thì học chữ háng giỏi người ta kêu hơi háng rộng chứ gì đâu trời. Cái này là háng không có re nha. Tầm bậy tầm bạ thêm chữ re vô làm chi được chữ thôi à. Đó. Thì trong chữ háng nó có cái câu như vậy. Không chồng có chữa mới ngoan, có chồng có chữa thế gian thiếu gì. Có gì vậy? À, bỏ đi anh hai, bỏ đi. Tôi người ngoài mà bỏ đi. Bỏ, tôi người ngoài, có bí không nghe. Bỏ, bỏ. Mình ơi. Còn Út. Ba. Bước lên đây. Dạ. Bước lên. Dạ. Út. Dạ. Xuống. Dạ. Làm cái gì vậy? Dạ. Anh để im cho tôi dạy cháu tôi. Anh, ông từ từ mà ông. Út. Tại sao cha mẹ con đẻ con ra nuôi con lớn lên cho con ăn học. Tới ngày hôm nay, cha mày chỉ yêu cầu mày một chút xíu thôi. Mà mày cãi lời cha mày là sao? Cha mày biểu mày bước lên. Tại sao mày lết lên? Đứng lên. Dạ. Bước lên. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ thưa anh, hai câu chuyện dạy cháu của em đến đây là hết rồi. Trời ơi, Dượng ơi. Bình tĩnh mình ơi, bình tĩnh. Trời ơi, tôi khổ quá, ba trời ơi. Bình tĩnh đi mình ơi. Đi. Bình tĩnh. Ô. Dạ. Nói cho nó nghe. Dạ. Tại sao là có thai? Dạ, dạ. Tại sao? Dạ, dạ, tại vì ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua chứ có phải lâu đâu. 24 tiếng đồng hồ có gì đâu mà rối rắm. Chú em đi. À, dạ. Rồi sao nữa? À, anh Tèo á, ở bên sớm anh rủ con đi ra cầu cá tra. Trời ơi, yêu đương thì hẹn nhau công viên, không được thì ra đường. Tới hầm cá dồn chỉ cho nó hôi. Làm ơn em vì một cái được không? Dạ, dạ, dạ. Rồi sao nữa? Không. Hả? Dạ, xong rồi cái nói chuyện ngồi cái ảnh nắm tay con. Xong cái con không chịu, con giật lại. Cái rồi, nắm nữa? Chặt hơn nữa. Hả? Cái nắm chặt hơn nữa, con không chịu, con giật lại nữa. Cái nắm chặt hơn. Trời ơi trời. Anh nắm chặt hơn, cái con giật lại. Con chạy thiệt là nhanh đi về nhà. Cái con mệt quá. Sao? Con mệt quá. Con ăn cái gì con cũng ói. Rồi sao? Con uống cái gì con cũng ói. Xong con nghĩ con có thai. Trời ơi. Trời ơi, con ăn cái gì mà con ngu dữ vậy con? Trời ơi, nó cài mấy chục năm còn chưa có. Đâu ra mà nắm mặt con. Trời ơi, hai cái đầu gối tao mòn hết rồi đây nè. Chuyện gì đâu vậy trời ơi. Muốn xỉu muốn chết chứ đó một cả đêm đây nè trời. Cả nhà thức trắng gì mày Út ơi. Mày làm sao mày nghĩ cái chuyện gì như vậy hả Út? Nắm tay mà có thai. Nghe cũng hết bê đê luôn à. Tại sao con ngu? Con đẹp mà con ngu vậy hả? Hả? Dạ. Ai dạy con? Nó giống cha nó đó. Mày nói cái gì? Tôi nói anh đó. Bữa nay à, tôi cũng không ngại, tôi nói luôn cho anh biết nè. Mày giang ra đi. Tao nói chuyện với ba mày. Tôi nói cho anh nghe nha. Cái cách anh dạy con như vậy á, tôi thấy không có đúng. Chị buông ra đi, để tôi nói chuyện. Sao đúng? Tôi nói anh nghe. Con anh 18 tuổi mà tới giờ này nó vẫn nghĩ là nắm tay có thai là tại vì anh. Tại sao tôi? Anh khó khăn quá. Thời buổi bây giờ nó tân tiến hơn rồi. Anh phải để cho nó nghiên cứu những cái chuyện gì á, nó học sách, học vở, rồi học trên uy tín rồi này nọ. Đặng chi nó biết nó phòng thân nó ha. Lúc nào anh dạy con, có khi nào anh nở với con anh một nụ cười không? Lúc nào về nhà đó, cái mặt anh cũng y như đống thịt bằm vậy đó ha. Tụi nó sợ anh á, là sợ cái quy của anh thôi, chứ tụi nó không có nể anh. Tụi nói cho anh biết, cái mặt mày đó, tôi cũng thù mấy chục năm rồi. Thôi Dượng ơi. Tụi làm gì mà Dượng thù mấy chục năm rồi. Tụi nói luôn cho anh nghe. Thôi mà mình. À, tôi hỏi anh, tôi cưới con em vợ của anh, gia đình bên nhà tôi cũng đem tiền đem vàng tới giọng ở trong mặt anh rồi, vậy đó mà anh tiếp gia đình tôi làm sao? Anh mời gia đình tôi ăn mà cái mặt anh vậy nè. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Anh sợ ai ăn hết của ông nội ông ngoại anh hả? Ai cũng ăn một bụng rồi đi về chứ đó có ai quái đùm về không hả? Đây nè, không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Bởi vậy tôi khuyên anh nè, đập mẹ cái tivi ở trong phòng đi nha. Cái gì? Đừng có để. Tại sao đập tivi hả? Đập thôi, đi. Thôi, bình tĩnh. Coi tivi là để mình học hỏi, còn cảm thấy không học hỏi, đập mẹ cái tivi bỏ đi. Tại sao đập ra?
Đây, nấu cái gương mặt không là phải học rồi. Học cái gì? Đây bây giờ anh thấy không? Anh học mấy cái con mà nó đọc dự báo thời tiết đi. Cái bản đồ lên, xuất hiện nó ra là nó cười rồi. Đó là bắt đầu nó nói đó. Báo bão nó cũng cười. Bão cấp 15, 16, có nơi giật cấp 17, đề phòng lũ quét và sạt lở. Thấy không? Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá. Người ta sạt lở sắp chết tới nơi nhưng người ta vẫn cười. Anh thấy không? Tại sao anh sống trong yên ắng như vậy mà cái mặt anh không bao giờ cười? Đây, chị nhìn ngắm giùm em đi nha. Em không hiểu bao nhiêu năm nay chị sống với con chó mặt xệ vậy mà chị sống được. Ôi Dượng ơi, nói gì vậy? Tôi nói anh đó, nói vậy mà cũng không cười được à? Thôi mà, cười lên được không? Đừng có nóng, nó nói đúng mà mình. Đúng đi. Cười lên. Cười. Vậy phải được không? Còn con Út? Dạ. Ba má con á không có thời gian chỉ dạy cho con. Con khỏi cần học không? Dạ. Qua Dượng, Dượng cho mượn sách học. Sách gì vậy Dượng? Dượng có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tựa đề là Làm cách nào để có thai. Trời ơi Dượng ơi. Cái gì vậy Dượng? Chuyện gì bậy bạ nữa vậy? Dượng kiểu gì vậy? Bậy bạ cái cù loi. Nhờ tôi đọc cuốn sách đó mà giờ thì trắng tay đó. Không có một đứa nào. Không biết cái năm đó nhà sách nó in lộn hay sao á. Trời ơi, hết chuyện nói rồi Dượng ơi. Khổ ghê vậy. In lộn cái đầu ông á chứ in lộn. Thôi, được rồi. Thôi, được rồi. À, bây giờ mở. Cười lên cho em nó vui, con nó vui. Mọi chuyện thôi cho nó hiểu lầm thôi. Bây giờ. Sao mình không ở đây nhìn ông. Dạ. Dạ. Thôi đi vô. Đi vô ngủ. Đi vô ngủ ra rồi đi. Có gì quá trơn đi. Á. Ồn ào nguyên đêm luôn vậy. Ba má. Dì Dượng. Vậy. Vậy anh. Vậy. Vậy là con có thai không? Không. Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ. Có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè em liều mạng anh đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi. Nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Lý do chính á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá. Giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy,
rồi 20 năm nữa cũng... Anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa. Em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh. Còn con cái của mình nữa. Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu. Nghe chưa? Và anh tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo này, nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó nói hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái dòng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do mà không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn ba carat chứ gì. Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ờ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Ừ, bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 li 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 li. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày. Tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau. Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là có em. Anh thêm à. Em nhận rồi phải không? Đúng rồi.
nguyên cái bánh bèo. Có ba ăn tôm khô bị cháy. Anh. Em. Về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con. Sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha. Nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi, anh 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Tôi hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Các bạn nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết tôi quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o o cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7.000. Trời ơi may mắn quá. Rồi... từ 7.000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4.000. Đi học neo có 3.000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4.000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5.5, bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10.000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10.000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10.000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4.000 mà hút cái eo hết 10.000. Mày nằm không, mày lời 6.000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả,
anh được như dựa vô Tùng vô Bách, tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như Tùng vô Bách, vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô Tùng vô Bách. Cái ấn nó không không, dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. Ờ đúng rồi. Biết nó sao không không đâu, nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này cái hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó tạt 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 nè. Tao cái tạt 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 tạt, tao lấy đại liên tao nã mày tạt 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 ra cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Ta. Rõ ràng. Hổ là anh nghe tạt 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 rồi. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à, nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông đó. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xỉ. Cuối cùng là đi dai vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá không miếng ở trên cái dài đó thôi tắm thẹt đâu để lại, bây giờ mặc đồ thấy gớm không?
Thôi mà, bỏ qua đi. Anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn thôi lại. Được rồi, nha. Em nói cho anh nghe nè. Em cũng đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường á, nó không có cha. Anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi, tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind, never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh biết. Yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị đi vậy? Tắm, đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông, nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it. Do it. Yeah. Together. Yeah, yeah. Con trai thích tôi thấy. Con trai yêu ai chỉ vài ngày. Hay quá. Giọng hát quay mà hay quá vậy? Ai vậy? Cao Vinh hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Cao Vinh. Hy sinh. Cao Vinh hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Thí sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Ca Vinh hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ. Sĩ gì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác. Dạ, của em. Giọng hát hồi nãy là của bác. Của em. Ý con nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À, của em. Thì ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Dạ. Em sinh năm mấy? Năm 1983. 83? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Cái gì? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được thi đúng không? Dạ, chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thi. Em ơi, cái bài hát hồi nãy em thâu á, là mới đây đúng không? Mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ, 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. Kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung. Nó có hộp, có hộp á. Hay quá, phối hợp với kỹ thuật phải không? Dạ. Mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung á. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào con nghe thử, nếu được con sẽ nhận bác. Nhưng mà với điều kiện chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi, không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình. Không được. CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày để ông đọc. Lầm to. Được, thử xem. Mà bây giờ là thi ha. Xin giới thiệu với khán giả thí sinh Kha Vinh hiệp sĩ, xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Đó, một bài hát rất là truyền cảm của Kỳ Phương, mang tên Nhớ Em. Hợp ghê ha. Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop. Hip hop. Gì vậy? Hip hop này lên trung phong. Nhớ em lòng này
giờ tới em, anh nhắn cho mày mong em đến đây. Nhớ em lòng này nhớ gian tấu đi, trời ơi nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ ha. Ha, bác đi về giùm con. Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi, ý em nói là rớt rồi hả? Ừ. Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè. Bị cái lòng đam mê nghệ thuật á, bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì bị hôm nay nè, trời ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. Mình hát dở người ta mới nhớ. Thì cũng giống như thi hoa hậu á, thấy không? Sao, sao? Con nào xấu người ta nhớ con đó chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Thôi được, cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi nhờ tới em lòng này nhờ tới tôi. Nhờ tôi. Dạ, đam mê nghệ thuật ghê ta. Hay. Mày nói ai già? Bác chưa cái gì cái chùa quẻo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulance nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi, tao khỏi hát nữa. Thôi cho hỏi nè, năm tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Tao thi nữa nha. Ừ. Thi bài gì? Give me a girl up the midnight. Give me a girl up the midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp con gì đâu không? Cái gì? Cái gì vậy? Dạ, Cẩm Thảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Em thi, em đi trễ máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi, bữa nay không có ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai TV để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ, em là thí sinh thứ 16. Tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy em Khảo? Giỡn mặt hả? Thi ca hát. Dạ trời ơi, mệt quá em quên. Dạ. Nhanh đi. Dạ sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chợ Câu Dừng. Có nghĩa là anh hát nhạc qua. Dạ không phải nhạc qua. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chợ Câu Dừng là gì? Là chuyện câu giờ. Hay. Hát nghe thử cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ, để em lấy microphone. Hay quá, thí sinh này lạ. Háo kiến này cho nó mắt nó dễ diễn tả. Hát. Dạ. Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người. Hay quá. Một người đi với nụ cười hắn hiu. Wow. Hai người vui biết bao nhiêu. Wow. Một người lặng lẽ lặng yên đứng nhìn. Hey. Đứng nhìn. Hey. Một lát rồi đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Một hồi mệt quá lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn một lát rồi lái đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước à, người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới. Một hồi mỏi cắn à, rồi lặng yên đứng nhìn. Vô lời mới. Nhìn một lát rồi lại đi. Người kia đi tới, người này đi lui.
hai người đi tới đi lui. Ôi trời, mệt quá mệt quá. Rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Sao đâu giỡn mặt đâu? Có một lời hát hoài. Đi nãy gì đi tới lui không có dừng hả? Ủa? Giỡn mặt hả? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện câu vợ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng. Nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá. Thì vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Coi vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó. À. Thường thường mời em tới để hát câu giờ không ạ? À? Em phê lắm à. Em phải lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái nín nè. Bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả? Cái đó thì em có anh có chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Dạ. Anh có hai tay. Dạ. Một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ này em làm hoài mà. À được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Dược sức quả cầu. Dược sức quả cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. À. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Đấy. Đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ 5 ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọt. Chọt. Rồi bác khảo em. Anh chọt đi. Em khảo cầm em này. Em chọt đi. Rồi chọt. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? 3 đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kỳ vậy? Trời đất ơi. Anh bị phân tâm. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sóc dữ lắm nè. Tôi nói sốc gì quá vậy? Mà anh bị phân tâm. Thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ai đây? Ủa, thí sinh thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo ơi không biết hát có nổi không à? Mập thì vô duyên hả bạn? Gì? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Mà ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập với mày muốn đi hát là phải diet cho con. Bây giờ sao? Dạ chào ban giám khảo. Em muốn tên thầy... gì? Tên gì? Em tên gì? Dạ em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi. Đây tên lạ không à. Tên trống mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây anh thi gì? Dạ em... Cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi. Ca sĩ người ta đẹp ta chụp hình. Còn ông mặt xấu quá. Ông không biết gì hết trơn hết trọi. Bây giờ thời buổi gì rồi. Người ta chơi tới computer rồi. Ca sĩ người ta chụp cái hình vô. Thấy không. Người ta chỉ cần bỏ vô computer. Vô Photoshop. Cà cà lấy con mau cà. Mấy cái nếp nhăn bay hết trơn. Đúng. Hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ ông đâu có biết. Sao? Nhiều khi ông mua ở đây ông nói trời ơi con nào đẹp quá vậy. Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông. Ông đưa lên mặt nó trời giống hai mẹ con luôn á. Thí sinh này thông minh. Đó. Hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ em muốn thi. Thi quay đất. Dạ. Bây giờ có tài năng gì? Nói. Dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng. Không áo xanh, áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách. Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao? Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À đúng. Học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp
Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. À. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài. Bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím Đà Lạt sương u mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ấm chưa? Sao thấy đứng còn run vậy? Giỡn mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu đâu em, tại em thấy nhà nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng, bôi mùa lạnh ham hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi. Người ta đang lạnh anh ông là đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi đừng không được không mùa nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À. Đó, em muốn tạo cái phong cách đó. Ví dụ như cô Linda Trang Đài, cô lên sân khấu. Đúng. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cô nhảy không đủ đâu. Đúng. Cô nhảy một hồi, cô nhảy lên thằng quánh trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Ai? Em muốn tập phong cách đó. Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời ơi, có chuyện lựa người hát hả? Trời. Sao? Trời ơi, sao tôi hát đi, hát bài hát những người khuất mặt vậy? Ừ. Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ. Lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? À, em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thường. Bây giờ em bắt chước chú Duy Khánh. Ừ. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam, và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi. Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Tròn Tình Quê. Hay. Giống quá. À, nói thì giống mà hát biết sao để coi. Hay quá. Chung vui đêm này cho trọn tình quê hương ý. Đẹp tình yêu thương mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân thì ai lên đường ai vẫn vương ý. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi. Em ơi. Sao nghe nó lạnh vậy? Hả? Trời ơi. Có khi nào chú Duy Khánh không về không trời? Mày. Ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Tôi nghe. Thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi. Giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. À. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chỉ định hát sao? Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Trời. Vậy mới hay. Con này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng. Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Phải. Ừ. Trường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai có biết ai mà Tuấn Ngọc đó. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi, tôi nói anh nghe nè, mặt lạnh đó là như Tuấn Ngọc thì em làm được. Nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi. Ảnh là giọng ca anh ấm lắm, mà giọng tôi thì giọng trép không à. Làm sao tôi hát giống ảnh được. Vậy mới có điểm thêm có. Thi không? Hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn. Mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát. À. Đó là bài riêng một góc trời. À, em sẽ hát mà mặt lạnh. Mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui. Em nói okay, trước là mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu, mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi. Lạnh quá. Mặt lạnh quá. Mặt quá.
tên em ơi chợ mệt quá. Trời đất ơi, tôi lại anh à. Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn. Rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác. Anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy hả? Anh bị trừ điểm. Hả? Sao vậy? Đang ca giữa chừng ngưng. À đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy á. Sao đó lúc mà phát ra nó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. À. Em chỉ cần hòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hát hên xui rồi. Em hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát đừng mang tên là Người Yêu Cô Đơn. Ồ, được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi nhưng mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát đi cái ảnh mà mày biểu tao nghiến răng vô vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng nghiến mới chịu nổi. Trời ơi, nghe ông hát xong mà nghiến cái. Anh nói ban giờ. Vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè, là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn. Sao hát được? Vậy thôi, giọng nam không? Có được giọng nữ nào không? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm. Ai? Nhưng mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Mà em nói anh nghe nè, tại vì em muốn lựa cái phong cách để làm chi? Chị, anh biết không? Chị nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, à. 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng à. Người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng. Tới giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu em luôn rồi. À. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nói nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Ừ. Còn Thái Thành đó. Trời ơi. Được không? Khó lắm đó nha. Hên xui. Ừ. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh xanh. Một dòng tràn mong manh. Một dòng sầu quyến luyến. Một dòng sầu mây kia. Một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiền. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hay. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Cuối cùng là sao? Cuối cùng. Dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì vậy? Bắt trước không à? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao? Cho tụi em có cái riêng đi. Ờ, cho có cơ. Bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ dạ, được cái đó được, cái đó được. Dạ. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ. Nếu mà trả lời được, tôi cho hai anh đậu. Dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn. Dạ. Đang cầm cái súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đùng. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi, một con đậu lại. Đố hai anh, tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa gì chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. À. Một con bay đi báo cảnh sát.
còn một con ở lại làm nhân chứng. Con này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc xong của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không có thua gì đâu. Chứ muốn gì? À, là, giám khảo đã đố thì phải cho tụi em cơ hội đố lại chứ. À, đố đi, đố đi. Vậy em đố giám khảo. Đố gì, đố nhanh nhanh đi. Ừ. Có hai thằng. Ừ. Một thằng mù, thằng câm. Ừ. Đi vô một cái siêu thị. Đúng. Thằng câm nó muốn mua cái nón. Ừ. Rồi lấy cái nón nó đội lên đầu. Rồi lấy tay chỉ. Ông chủ hiểu bán cho nó cái nón. Đúng. Vậy em đố hai anh. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông. Nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Đó. Nó lụm cục xà bông nó chà lên đầu nó. Đúng. Đật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Bán tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. Đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. Sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông Thọ. Ông Thọ ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két. Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Trời ơi. Hey. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay à. Hay thí sinh quá hay, chúc mừng, chúc mừng. Nói chung là mặt què. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Thôi tôi đi, trễ giờ tôi đi. Ủa, giám khảo đi đâu? Giám khảo gì? Ủa, anh là giám khảo mà. Tôi không phải giám khảo đâu. Ủa, chứ là ai? Đấm bóp dắt hơi. Trời ơi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Hả? Mấy ngày nay người ta chấm thi, người ta mệt quá, tới massage mà. Trời ơi, đấm bóp dắt hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng. À. Sẵn mình tới anh xin chữ ký luôn. Vậy hả? Vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha. Hả? Tôi xin chữ ký về tặng vợ. Trời ơi, sanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. Phải con anh không? Không, vô duyên, bởi vì vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Con anh nó giống anh không? Không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Không, không giống. Dạ, chúc mừng anh. Chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em quá đẹp. Vô duyên hơn tôi nữa. Thôi tôi về. Chỉ em biết sanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ sinh đôi đi? Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là sanh như ý. Là sao? Thí dụ như là muốn sanh một sao? Coi phim Kẻ Cô Đơn. Sanh hai. Coi phim hai anh em sanh đôi. Sanh ba. Ba Chàng Ngựa Lâm Phá Thủ. Sanh bốn. Tứ Quái Sài Gòn. Sanh sáu. Sáu Người Đi Khắp Thế Gian. Sanh 13. Thập Tam Thế Bảo. Sanh 14. Tứ Thập Tứ Nữ Anh Hào. Ôi chết mẹ, tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi phim gì? 101 Con Chó Đớn. Thôi về, lẹ đi, về lẹ đi. Cái này nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi đi coi phim. Phim gì, Vị Thái Giám Cuối Cùng. Thế vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu nổi. Con trai hay con gái? Con trai. Bỗng chắc luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy bác? Nói với chung là vợ mà bác mà có bầu nữa con còn chúc mừng bác á. Thôi bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị chương trình khác, người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn.